Đây là quê hương của con gái đây cả nhà ơi. Hôm nay là cháu gái cháu thứ hai sinh nhật. Đây là đang hai bà cháu đi mua quà tặng cho cháu. Đó, mời các bạn đi cùng xem cháu gái mua cái gì nhá. Đâu? Đấy, đấy à. Đây. Cháu con gái mình ở cái xứ sở này là một cái phố huyện nhỏ đấy cả nhà. Không có Tara Senban, nó không phải to lớn như là cái chỗ mình ở, buồn lắm. Chính vì thế nên mình không thích sang đây ở là vì thế. Nó buồn. Đi cái gì cũng không tiện. Ngay cái kính của mình nó đang bị trục trặc. Nó bị lỏng cái ốc rồi. Nếu như mình ở nhà mình rồi hàng kính quanh nhà luôn, không phải đi đâu. Ở đây phải đi xa mới đổi được cả nhà. Cho nên là mình không thích ở cái phố huyện của con mình. Nó không có tiện lợi như mình ở trung tâm. Đèn xanh sang đường. Cháu gái sáng đi bác sĩ, bây giờ đi lấy thuốc. Ôi, hôm nay con nghỉ học cả ngày à? Dạ. Đi vào lấy đi. Nó chờ cháu vào apotheker lấy thuốc. Đây là một cái, chắc là cái phố nhỏ nhỏ có cửa hàng quần áo, cửa hàng thuốc, hiệu thuốc. Đây, cửa hàng quần áo đây. Đây là một cái phố nhỏ nhỏ thì nói chung nó cũng có đầy đủ nhưng mà mình chưa nhìn thấy cái hàng kính ở đâu cả. Ê, cháu gái lấy thuốc kia rồi, xong là một việc nha. Bây giờ đi vào cửa hàng kính của bà xong bắt đầu đi mua đồ chơi, ok. Đây chắc không phải trung tâm, Nick Center Room nhỉ? Nick Center Room phần thôi. Start nuôi hả? Đây, vắng ơi là vắng đây cả nhà. Bây giờ mình đi vào mình sửa kính. Đây hàng kính à, ok. Người ta không cho quay đâu. Vào sửa kính. Ở đây người ta vẫn cẩn thận, người ta không cho vào đông cả nhà. Cô ấy, cái ốc của mình nó bị lỏng. Bây giờ cho ốc khác này, rồi là cái đệm mở mắt thì là nó cũng bị hỏng. Bây giờ bà ấy thay cái khác. Nên là mình phải chờ. Ra ngoài chờ. Người ta rất là nét nhưng không biết có mất tiền không cả nhà. Bây giờ phải chờ. Ra đây ngồi con, đừng đứng ở đấy. Đây, những cái thuốc hoa Kagalien rất là đẹp mà. Con ngửi cái này nó có thơm không? Này, đi Blumen. Rất thích e phôi nick thơm. Thơm nhá? Dạ. Dạ, xuyên. Thơm ngào ngạt. E phôi thì không thơm rồi. Từ từ đã con, cô ấy còn làm. Đừng đứng đấy, người ta nóng ruột, người ta sốt ruột con. Xứ sở quê con gái đây. Quê con gái mình không thích. Mình không thích. Bảo Thi ơi, con có biết cái bên đói đẹp hai cái ông này nói gì nhau không? Đây này, hoa này rất là thơm cả nhà. Nhưng mà cái loại này là hoa đơn, nó còn cái hoa nó kép nhìn đẹp hơn, rất là thơm.
Mùa hè ở Đức người ta hay trồng những cái này lắm, ở ban công ấy. Ôi dồi ôi, đã 12 giờ rồi. Svep ua rồi. Mình đang nói với cháu gái là đến đến Weihnachten, dạ Weihnachten. Weihnachten. Làm sao bây giờ hay quên lắm, tí nữa này nhớ ra nha. Thôi cứ Weihnachten là cái ngày mà cuối cuối năm của Đức ấy, là đang bảo cháu là bốn đứa cháu đi cùng với bà Magdeburg chỗ bà ở ấy. Nó wunderschön. Nó nicht wie hier. Dann gucken. Ja. Mit Zug fahren. Ja. Kìa kìa cô ấy đến kìa. Đây bình thường mình vào các hiệu kính ở ở chỗ mình ở là không có tiền, nhưng mà ở đây cô ấy thay cho một cái ốc ở bên cái bên bên tay mình không cầm, và hai cái mà nó lót ở mắt đây là mất 4 đồng cả nhà. Đây là mất 4 đồng là cái kính đó. Ok. Cháu đang đi tìm đồ chơi ở trong cửa hàng này cả nhà. Nhưng mà mình nói rồi, cửa hàng này không có cái đồ của cháu nó thích rồi. Bây giờ nó lớn rồi, nó thích kiểu khác chứ nó không phải như trẻ con nữa. Trẻ con nó thích kiểu khác. Bây giờ bà đi theo. Con tìm ở chỗ Spearsoy thôi, đây không có. Mua phần Spearsoy, keine andere. Đây, Spear, alle. Hier, bà tên khai nè. Große Geschäft, Spearsoy. Gehen woanders? Ja. Và hấp tôn cái rác am Anfang. Đây là một cái trung tâm ở cái dock của con mình sống. Dạ, moment. Cái trung tâm. Đây là trong này nó có nhiều các cái cửa hàng. Cái đồ chơi của con ở đây lấy đâu ra trời. Thế thế đi em khai nè Spearsoy cho con.